đem những lẽ cao siêu màu nhiệm, chẳng tiếc chi với khách hồng trần. Lòng đau buồn cho khắp vạn dân, sự nghe nhớ nghĩ thôi quá ít. Bởi tâm tánh vô minh dày bịch, nên ít khi thấy rõ diệu quyền. Phải gắng công sớm tối định thiền, để sớm được bông khai trí huệ. Trên tiên Phật các ngài đã thề, quyết độ đời đến phút cuối cùng. Dẫu cho thân gặp lắm lao lung, cũng chẳng hoàn chi lòng cứu thế. Thấy lắm kẻ tu hành bê trễ, trong nhiều người đạo lý lu mờ. Thế cho nên tạm biết kệ cơ, hoặc phải nói những lời thi phu. Đây chẳng khác lạc nhau kêu hù, làm cho người nghe rõ trở về. Buổi sai lầm chỉ tại tâm mê, cơn tỉnh thức nhờ tầm đàn giác. Muốn cho kẻ khỏi trường sống thác, nên có lời khuyên nhủ càng cùng. Ở cõi trần nào khác thiết lung, lâm tình ai như xa hầm lửa. Sự đau khổ còn mong chi nữa, đã diễn lan khắp chốn quá rồi. Biết bao giờ tiên cái này thôi, bởi đạo lý nơi người quá ít. Lời khuyên nhủ vịnh câu đạo thích, tiếng kêu gào gió ý khổng phu. Để gọi nhau trở lại đường tu, hầu chừa bỏ mọi điều gian trá. Vui sướng chi tuồng đời tạm giả, nợ chẳng dình những lẽ nhiệm màu. Cuộc chuyện xây trái đất không lâu, ngày biến đổi nhân sanh nháy mắt. Ai được có thật tâm đạo đức, thương những người giả dối tan hồn. Trên đường tu chẳng lừa bông chung, miệng cho được thành tâm bền bỉ. Điều trước nhất việc lòng ích kỷ, để phụng hành chánh giáo đại từ. Lẽ thứ hai tập tánh yêu người, mới có thể hy sinh việc khó. Điều thứ ba quả căn tình có, để lãnh sống những việc giải tàn.
Việc thứ tư khắp cả vạn gian, tình có hội long qua gần đến. Mới gắng chi đưa mình tới bến, lòng không sanh những ý bỏ bê. Trong điều hành gặp việc thảm thế, kẻ thức tỉnh với lòng cố gắng. Dẫu phải chịu ngàn cái muôn đắng, với tâm kia một mực chớ từ. Vào hạ quân gặp vị chân sư, hằng tiền kiếp tạo nhiều duyên hành. Đức Thầy còn mang trong khổ canh, huống chi mình sao khỏi tai nạn. Bởi nghiệp xưa đã lắm đều mang, nay mới phải chịu nhiều ách thầm. Khi trả rành khỏi dòng hắc ám, sẽ đến nơi quyền diệu thiên nhiên. Rồi tự do giao hội thần tiên, không còn ngại trên đường sanh tử. Nay nhắn nhủ cùng nam chí nữ, hãy để tâm bình tĩnh ta cầu. Phải cầm trên tiên Phật thánh thần, nhờ phép nhiệm chở che nhân loài. Nếu trễ chân xa vào khổ hải, rồi khó mong về cõi Tây Thiên. Bớt hồng trần khỏi trí đạo điên, đặng quả quyết trên đường giải thoát. Lời lẽ khuyên răng khắp mọi người, với lòng rười rượi nỗi buồn vơi. Nghĩ suy Nam Bắc ngày chung cuộc, chọn lại người ngay chẳng mấy nơi. Nơi hiền rất hiểm bớ nhân gian, phải gấp thẳng chân đau niết bàn. Ngày hội long qua ôi qua ít, chỉ vì mang mệnh cái gì oan. Dây hoang trăng trói gãy cùng trai, nên khó diệu thân đến Phật đài. Nay cất tiếng khuyên, khuyên hãy tỉnh để rồi được sống đến ngày mai. Ngày mai vinh diệu lắm người ơi, nơi chốn năm non quá tuyệt vời. Rồng phụng nhân nhơ trưng canh thường, không còn lao nàng chốn trần giới. Lời khuyên ai hãy tĩnh lòng, để rồi trao sữa cho xong phận mình. Đây khuyên nhủ đó hết tình, nếu không trao sữa thì mình khốn nguy. Nhủ tâm thức lẽ từ bi, nặng lời thầy tổ ra đi khuyên đời. Đi nghe thì phải nhớ lời,
để về giữ vững một đời thánh cao. Bởi lẽ thân này chưa mấy thuyên cho nên vẫn tắt ít lời khuyên, mong người nhớ đó hầu tu tân. Đã dứt dạng rồi kẻ thiền ở duyên. Ngày 30 tại ngôi Tây An cổ tự. Hương vị đạo màu ngát bông phương, vẫn nghe tiếng vàng chanh tịnh thương. Tơ cuồng non nước chung tay gờ, đem lại cho nhau phúc thành cường. Xin chào tất cả đồng đạo nam nữ. Sự tu hành của đồng đạo mấy năm qua, mặc dầu có nhiều nơi bản lãng, vì sự dồn ép của nạn nồi da sáo thịt, song từ sau ngày ngôi Tây An cổ tự được tu bổ lại đến nay, khiến lòng tôi lấy làm hoan hỷ, thấy mỗi ngày sóc giọng anh em nam nữ hăng hái đến đây, trước chiêm bái Phật trời, sau nghe những lời đạo đức. Có nhiều khi vì máy phát thanh trục trặc, khiến cho những người đứng xa không nghe được, đành ôm phúc thất vọng ra về. Tuy nhiên, với lòng vẫn còn hoài ngưỡng, để đến kỳ khác cũng vui vẻ đi nghe không chán nản, để thù đáp tấm lòng chiếu mộ của người đồng đạo. Tôi có những lời đạo đức thể theo chân lý của Phật, của Thầy, đem ra khuyến tấn anh em nam nữ cố gắng trau dồi hạnh nết, rèn luyện thân tâm và làm những điều lợi dân ích nước, để khiến cho mình có nhiều công đức được sống sót đến ngày kia vui chén quỳnh tương. Khi nước nhà khỏi vòng xiềng xích, nhân loại hết cảnh đau binh, dưới nét mặt của mỗi người được hiện ra vẻ tươi cười hòa ái, cảnh ấy có thể nói tương xứng với cõi thần tiên mà kẻ thật tâm yêu dân mộ đạo từ lâu đã ao ước trông chờ. Hỡi đồng đạo, nếu người ham đạo cũng như ham tiền, mê tu cũng như mê sắc, và chùi rửa mọi sự hèn úa xấu xa như chùi rửa ống nhổ, thì phước duyên nào không sanh, đức ân nào chẳng lập, và trí huệ sao chẳng khai, cho đến đạo quả cũng sẽ thành tựu dễ dàng. Nếu con người dám thẳng tay trừng trị việc tội lỗi nơi mình, kế đó cố gắng tẩy trừ mọi điều nhơ xấu đã quen nhiễm từ xưa, hẳn sớm muộn gì cũng được trở nên sáng suốt. Nhân đó sẽ có đủ phương tiện tạo lấy việc nhân từ đức hạnh, lợi ích quần sanh. Chẳng khác nào kẻ muốn qua sông đã được thuyền, không những được làm chân đưa mình qua bờ giác ngạn, mà sẽ còn giúp cho thân nhân quyến thuộc của mình cũng như kẻ khác quá gian để đến chỗ giải thoát khỏi bến sanh tử luân hồi. Song người làm lành hẳn phải chạm nhầm kẻ dữ,
nhưng đã quyết tâm thiệt thi tinh thần bác ái thì không gì có sự trở ngăn của ngoại cảnh mà thối khuất ý chí cao cả của mình. Như vậy mới có thể từ chỗ mê muội đến nơi sáng suốt. Nếu mê muội đã hết thì sẽ hiện ra nơi mình mọi việc an vui, bởi không còn việc si ngay lầm lẫn. Ai có biết chăng cảnh sống hiện hữu của nhân loại quá đổi chập chờn, vì đang bị ảnh hưởng của đau binh khiến cho cuộc đời phải lắm trầm thăng tiêu trưởng. Thế mà có nhiều kẻ nhắm mắt bảo cho là sung sướng đẹp đẽ, quên hết căn xưa cội cũ của mình, trở lại tạo thói đê hèn tồi tệ, làm cho nhơ tông hổ tổ tuổi nước sầu dân, gây nên tội trạng tày đình, làm cho thân muôn kiếp gánh lấy sự đọa đài khổ nhục. Như vậy ai có chút kinh nghiệm hẳn thấy rõ sự giả dối phù phiếm của trường đời đã ám ảnh con người làm những việc tội lỗi táo bạo. Nào giữa nòi giống xé sâu, tình cha con giết hại, nghĩa chồng vợ rã rời, và dẫn nhân loại đến chỗ thiêu đốt dưới làn bom đạn mũi kiếm đao. Để tỉnh giác những tâm hồn đương sống bằng cạnh tranh giết hại, khá mau nhìn lại sự tàn ác mâu thuẫn vừa qua, mà sớm trở lại con đường từ hòa đạo đức ngõ hầu, khiến cho giữa người này kẻ nọ biết tương trợ lẫn nhau, tránh bớt nỗi cơ cực nguy nàn. Nghĩa là mọi người biết đãi nhau như ruột thịt, làm cho cảnh sống được bằng phẳng an vui. Từ lời lẽ đáp quả đến việc làm và ý tưởng cũng đều được hòa nhã ngay chánh trong sạch. Được như thế mới đổi cảnh biến động trở nên thanh tịnh an bằng. Đau xót cho đời cất tiếng kêu, gương lành mãi tôi đã hằng nêu. Những mong nam nữ trao lòng chân, để có sao đây sông đằng nhiều. Bởi nhận biết ở thời này quá hung ác bạo ngược, nhân lành rất ít, nghiệp ác đã nhiều, hẳn chung quy không được bao nhiêu người sống sót. Thế nên kẻ này đã nặng lòng thệ nguyện độ rỗi mọi người bằng cách trước đem lời thầy tổ đánh thức kẻ mê man trong tràng mộng quyển cho có dịp hồi đầu, kế đó chính mình thiệt thi những điều cao siêu trác tuyệt, có phương tiện che hộ quần sanh được chung sống đến ngày thượng nguyên tái lập. Những nỗi ưu buồn đã mấy thu, ngắm nhìn thiệt quá ít người tu, biết sao có phép Quan Âm Phật giúp được một phen cá quả cù. Hỡi ai trong khoảng xa vắng đức thầy, chẳng khéo dình nhau để đưa đến chỗ đê mê cảnh giết chóc như vậy, vô tình bôi xóa công hạnh của mình tu nguyện từ lâu, và gieo nỗi buồn đau cho đức thầy khôn xiết kể. Đức thầy vì lòng thương chúng ta mà đã phải gội tuyết dầm sương, nằm gai nếm mật, chịu biết bao gian lao khổ sở.
xa cha cách mẹ, thân thể lao đao, suốt mười mấy năm trời chịu đủ lời cay tiếng đắng của kẻ hiểu lầm, và phải ẩn ánh khi gặp những chông gai ách nạn. Ngày ăn chỉ một ít vật thô đạm, đêm ngủ không đợi nệm rộng giường cao. Trong người mãi sầu ưu và bệnh hoài, vì phải nản lòng lo cho nước nhà, khỏi phải xích xiềng, đạo pháp càng được mở mang. Mỗi tín đồ một khi hiểu được lòng hy sinh và tình trạng của thầy như trên, chi khỏi động lòng rơi lệ. Ôi mấy người trong thấy cảnh ni, để mà chan sớt chút kham bi. Ân thầy nặng triệu giường non nuôi, phận tớ sao xong cái đầu nghi. Tôi vẫn biết đồng đạo cũng như tôi đã tri ân đức thầy và thấm nhuần lý tưởng Phật pháp, hẳn cũng toan lo đạo đức, vì rằng chúng ta càng tu bồi đạo đức thì việc lợi ích trước nhất là nước nhà được bớt đi một kẻ phá hoại, gia đình thêm một điểm sáng. Trong giáo đường nải một hoa thơm thì sự hữu ích không số lượng. Trái lại, chúng ta là một đứa con quan đảng, thương người phi ân thì sẽ khiến cho đất nước thêm một mục u, càng nhiều chừng nào khiến cho sự đau đớn khó chịu thêm nhiều chừng nấy. Kết quả chỉ thấy tai hại muôn đời cho xã hội một cách tủi nhục. Cho nên chúng ta cố gắng giữ mình cho trong sạch để trở thành con người hữu dụng của đất nước, cũng như đáng làm gương mẫu của một tín đồ chân thành trong đạo Phật giáo hòa hảo. Nếu được như thế thì mình không hổ thẹn khi đứng trước bàn cửu quyền và tam bảo. Hỡi đồng đạo, trong sự nghe này tôi ước sao cho được đích đáng cái nghe, nghĩa là ai cũng đều chăm chú lựa lấy cái tinh túy của mỗi câu, giúp cho mình thêm sự làm chánh đáng, được trở nên người tốt đẹp. Vả lại, trong khi nghe giảng, mỗi người tránh được ba điều thô ác. Một, vì phải chú tai nghe nên không dư ý mà vọng tưởng việc sái quấy qua rồi hay hiện giờ. Hai, vì cần giữ im lặng để nghe nên không thốt ra những lời vô ích nào làm phiền lòng đến kẻ khác. Ba, trong khi đi nghe đều ngưng hết những việc làm tà tịch sẽ được lợi cho ta và người bớt việc xúc chạm hoặc tội lỗi. Như vậy, đối với người đi nghe đạo lý không đến đổi phải vô bổ, trái lại càng làm cho trí óc mình được khai thông, tư cách trở nên bậc thiệp và lời nói càng tỏ ra lễ độ hơn nhiều. Thưa đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về ý niệm chân chánh và tâm định chân chánh. Bởi vì nếu có được ý niệm chân chánh mới khiến cho người có tâm định ngay thẳng, để đến một hành động cộng lợi kết quả theo ý của mình. Một khi muốn đến một ý niệm chân chánh thì mỗi người cần phải rèn luyện như sau. Một, thấy thân hình béo mập của thú cầm chứ khởi ý niệm thèm thuồng muốn giết. Hai, thấy vợ con của người chứ khởi ý niệm hoa nguyệt tà dâm. Ba, thấy tiền của người chứ khởi ý niệm gạt lường cướp giật. Bốn, thấy người có danh vị cao hơn mình chứ khởi ý niệm đổ xô chiếm đoạt. Năm, thấy người quyền thế nhỏ hẹp hơn mình
chớ khởi ý niệm lan ngược bức hiếp. 6. Thấy người giàu có sang trọng hơn mình, chớ khởi ý niệm tốn thâu bưng bợ. 7. Thấy người nghèo nàn cơ cảnh hèn hạ hơn mình, chớ khởi ý niệm đầu độc rẻ rúng. 8. Thấy người tài năng thông thái hơn mình, chớ khởi ý niệm xiên hoa đố kỵ. 9. Thấy người dốt nát ngu muội hơn mình, chớ khởi ý niệm khinh khi lợi dụng. 10. Thấy người hình dung tốt đẹp, chớ khởi ý niệm thèm muốn giải tà. 11. Thấy người thân thể xấu xí tàn tật, chớ khởi ý niệm nhàm nhụa hái hó. 12. Nghe người ngợi khen nịnh hót mình, chớ khởi ý niệm vui mừng quái trá. 13. Nghe người chê bai ngạo biếm, chớ khởi ý niệm buồn giận tức tối. 14. Nghe mùi vị thơm ngon, chớ khởi ý niệm thèm khát kiếm tìm. 15. Nghe tiếng giọng đờn ca, lời bùi ngọt, chớ khởi ý niệm thích ưa say đắm. 16. Khi mặc hàng lụa, chớ khởi ý niệm cho là tốt đẹp, trơn láng dễ chịu. 17. Khi mặc vải bô, chớ khởi ý niệm cho là xấu xí, thô nhám, khó mang. 18. Ở nhà ngói, tô, lầu cát, chớ khởi ý niệm cho là sang trọng, rộng rãi, khoảng khoát. 19. Ở mái chòi tranh, lều trệt, chớ khởi ý niệm cho là hèn hạ, thấp nhỏ, bẩn chật. 20. Chớ khởi ý niệm cho đạo mình chánh, đạo người tà. 21. Chớ khởi ý niệm nhớ lo những điều xấu xa, vừa qua, hiện giờ và sắp tới, vân vân. Tóm lại, ta không nên có tất cả những ý niệm sằng xiên thô ác hoặc tánh hay đố kỵ, nhất là trong lúc niệm Phật cũng như khi cúng bái. Ta nên giữ đừng cho tâm ý vọng động chuyển ngoài, chỉ để một lòng thanh bạch cầu nguyện mới có hiệu quả và tránh được tội ngạo mạn. Những điều trên đây chúng ta hãy bình tĩnh để mà truy cứu lẽ chân ngụy của nó, hầu lần lượt làm cho mình có một tâm định hẳn hòi. Nếu ta không có những ý niệm sằng bậy thì tâm tánh sẽ trở nên định tĩnh, mà lần đến chỗ phát khai trí huệ. Nhược bằng mỗi ngày ta cứ thâu nạp mọi tư tưởng xấu xa, các ý niệm tà dại, đầu óc bị hoàng xiên, tâm trí phải sao động, trở nên mờ ám ngu muội, không còn phân biệt được lẽ phải trái, hư nên khiến cho mình đến chỗ lỗi lầm, sai ác. Muốn cho mình đến tâm định chân chánh và có hiệu quả xác thực, thì phải thiệt hiện phần thanh tịnh của lục căn đối với lục trần trước hết, như là: 1. Thấy cả thải sắc mà không khởi lòng tà, đó là mắt định. 2. Nghe cả thải tiếng mà không khởi quấy, đó là tai định. 3. Ngửi cả thải mùi mà không khởi ý chấp, đó là mũi định. 4. Nếm cả thải vị mà không khởi tâm nhiễm trước, đó là lưỡi định. 5. Chạm xúc mọi vật mềm cứng, thô mịn, lạnh ấm, vân vân mà không khởi lòng phân biệt lấy bỏ, đó là thân định. 6. Trước cảnh giàu sang sung sướng danh vị lợi tình, vân vân mà không khởi lòng ô luyến, đó là ý định. Nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được khiết định cả, thì sự sáng suốt lần lượt mở khai, và nhờ đó mà lục thông ngày một phát triển. Tóm lại, như ai thể theo những ý niệm và tâm định chân chánh như đã kể trên, thì người đó đạo hạnh viên dung, tương lai chắc sẽ được quang minh và bước lên Phật quả. Trên bước tu hành phải gắn công, khó khăn dầu lắm cũng làm
xong. Gỡ tâm tục lụy đeo lòng Phật, mới được đưa mình dự hồi lâm. Có những định tánh tốt đẹp chân thật mới có thể đủ làm cho mình sống còn đến được ngày Thượng Nguân và Hội Long Hoa. Bởi Hội Long Hoa do Tiên Phật lập ra để chọn người trung nghĩa hiền đức. Dầu cho kẻ không có tôn giáo nào, nhưng lòng vẫn chân chánh từ thiện cũng được tồn tại đến đó. Trái lại, kẻ có tôn giáo mà không tuân trọng quy điều hành xử tà kiến, không đúng lời phó thác của chân sư, thì không thể sanh tồn đến ngày kia hay siêu thoát linh hồn được. Công cuộc lập đời quá éo le, mỏng manh xem thấy tựa mạng the, gọi kêu lắm lúc mong người tình, để được chúng xem ở ngọc tòa. Lẽ đạo đức cao diệu không ngần, ai muốn đi đến chỗ tuyệt luân của nó mới thấy có sự bình đẳng vô cùng. Nhưng đến được đó, trước tiên người phải ghép mình trong khuôn khổ đã định của luật giới để đoạn trừ tội lỗi, làm mọi việc phước đức, dù phải lấy cái chết đổi nó cũng vẫn vui vẻ tiến tới. Như thế mới mong nắm được chánh quả. Vả lại, người có đức rộng ân dày, lúc nào cũng được Thiên Long hộ pháp ủng hộ. Nên nhiều khi gặp những việc thập tử nhất sanh cũng được thoát khỏi, trở lại hưởng sự thù đáp cao diệu của các đấng bề trên. Huống chi như kẻ muốn tìm vàng hẳn phải ra công lộc đãi, dù chịu nhiều ngày lao nhọc và tốn hao công cán, cũng quyết cố gắng dẻo dai thì mới có thể bòn lượm được vàng để nấu thành khối, trở nên một nhà phú hộ. Thì đối với việc tu hành cũng vậy. Đạo quả đắc thành cùng thế hư, dình lòng nhớ việc của chân sư. Lao lung dẫu gặp tâm đừng nàn, vẫn quyết hành y chữ thiền tự. Đồng đạo ơi, trên sự đạo đức chúng ta còn được gặp nhau đây là do tiền kiếp đã cùng gieo một nhân lành, nên Ngài mới khiến chung bước vào một lý tưởng. Thì nhiệm vụ đầu tiên chúng ta phải dìu dắt, nhắc nhở lẫn nhau, nỗ lực rèn đúc tâm hồn trong sạch trong kiếp này, để Ngài hội quần tiên cùng nhau có mặt. Trên bước giang trung thấy được nhau, với lòng thương xót biết là bao. Chỉ chờ đến được Long Hoa hồi, mới toại ước nguyện đã bấy lâu. Vậy chúng ta hãy gắng chí
nhất là phải nên thường coi quyển sách nhỏ của Đức Thầy để làm xong 10 điều thiện, 8 việc chánh. Rồi lần đến đức lớn đại từ bi hỷ xả như Đức Phật để đạt đến 4 ngôi vô thượng chánh giác, và đã làm được những việc lành mới gọi rằng người đạo. Vì kẻ biết quy đầu Phật Pháp, cố nhiên trong lòng đã giác ngộ việc tội phước trả dai. Xong, sau đó mình để cho có những việc làm sai phạm, nhất là phản lại quy giới của đạo, thì tội phải gấp 10 lần hơn người chưa biết tu hành, vì mình cầm luật lại phạm luật. Nhưng mà Phật Thánh vẫn từ bi, với kẻ bị lâu đã lội nghi, nay biết ăn năn và sám hối, Phật trời cũng lượng đó nhiều khi. Ơn trên trời Phật lúc nào cũng rủ lòng ai mẫn khắp cả chúng sanh như mẹ thương con. Tuy vẫn biết nó hoang đàng ngỗ nghịch, nhưng khi đã biết ăn năn hối ngộ thì các vị liền vui lòng tha thứ ngay. Bởi đầy lòng từ bi như thế nên chư vị Phật tiên thánh mãi vào cõi ta bà giải dỗ chúng sanh mà không nài đau khổ. Như Đức Thầy chúng ta chẳng hạn, lợi quyền không hưởng mà tai tiếng phải lây mang. Tình cảnh ấy mỗi một tín đồ khá thương đến và phải nỗ lực phụng hành những lời Đức Thầy đã dạy dỗ cho được 10 phần trọn tốt. Đồng đạo hỡi ôi, một buổi này nếu không tuân thủ đúng lời Thầy, ngàn muôn kiếp nữa không trông gặp nỗi khổ muôn ngàn lầm bơ ai. Chúng ta phải vững mạnh tinh thần đạo đức để lướt tới phút cuối cùng, vì thời hạ nguân này sớm muộn gì cũng đến chỗ tận diệt để lập lại thượng nguân. Kẻ tu hành ngay thật được sống, người không tu giả dối sẽ chết. Thể theo ý của Đức Thầy thì ngài thượng cổ trở lại, những phần tử tội lỗi xấu xa đều bị rửa bỏ tất cả. Đây cũng như lúa ngoài đồng đã gặt một lần rồi, chỉ còn mót lại một ít bông chét. Khi xong, người chủ ruộng sẽ phóng hỏa đốt đồng để cày xạ mùa khác. Những phần tử nhơ nhớp như rạ cỏ khô sẽ phải chịu với sự thiêu sạch của ngọn lửa trời của ngày tận diệt sắp tới chẳng không. Ngày nay có những kẻ làm hung sùng độc ác mà họ vẫn ngang nhiên hưởng cảnh giàu sang quyền quý. Đó là nhờ ở ngày trước của họ có chút nhân bố thí, nên kiếp này được trả lại cho họ thụ hưởng. Nếu họ không gìn giữ thì khi phước hết, họ đành phải theo lằn sóng đại vô thường của ngày biến thiên nhận họ. Đồng đạo hỡi ơi, hãy tĩnh lòng, cuộc đời bất cần quá lòng đông, chần chờ ác phải xa hầm hố, đến đó tỉnh rồi cùng hết trong.
lời khuyên nhắc của tôi, chỉ thấy nhiều người đương lúc nghe lấy làm hối hận, dường như đã vũ sạch cõi lòng trần tục. Nhưng sau khi trở về, thấy tiền của lợi quyền, tình ân nghĩa ái, rồi cứ quay theo đó mà bôn ba sâu xé, không còn khiếp sợ như hồi nghe giảng nữa. Hãy tránh xa câu xuất gia nhất niên Phật tại nhãn tiền, xuất gia tam niên Phật quá Tây Thiên. Bởi lòng mình không dình thủy chung như một, lúc đầu sốt sắng sao lại bỏ bê, nên những tội phước chưa trừ xong mà lỗi sau đã khởi, thì đâu có dư ra phước đức để chứng đến địa vị tiên Phật được. Và nếu mỗi kiếp đều bị thối chuyển như vậy hết, thì biết bao giờ ra khỏi bể mê. Bởi vậy người tu, việc làm trước nhất là phải chịu được sự kham khổ và bền bỉ đi tới, thì không lâu sẽ được thành công. Sách có câu: nhân dạo đắc thái căn tắc bá sự khả tố, nghĩa là người ăn được rau củ thì có thể làm được cả trăm việc. Vì nếu người chịu khó cực được thì bất tất việc chi, nếu họ muốn thì sẽ làm được ngay. Bởi đó có nhiều người thành công trong những việc làm phi thường mà kẻ khác không thể tưởng tượng được. Vả lại, việc tu hành không phải khổ sở mãi, mà nó chỉ thúc nhặt ở phút chót nhiều hơn. Nếu lướt qua được thì sẽ đắc đạo, bằng trái lại sẽ dễ bị sa ngã. Hỡi đồng đạo, lúc chiến tranh, gia sản dân chúng phần nhiều bị phá hủy, nên thường bị đói kém nghèo khổ. Song với chúng ta, hiểu đạo nhất là được biết đời giả tạm, thì đâu còn lo sợ cái nghèo mà bôn xu theo tà nghiệp. Miễn sao đủ cơm tẻ ngày hai, và thậm chí cháo rau qua thời cũng được, để lo tu hành bòn mót công quả cho nhiều là hơn. Chúng ta hãy tránh đừng để lòng quá so sánh vật chất làm việc tội lỗi. Hãy giữ tâm hồn trong sạch, ngày kia sẽ đáng quý hơn con người giàu sang với việc làm ô tổn bạo ngược. Đức Thầy có câu: chữ bần tiện khuyên dân đừng nại, miễn cho ta trở lại ngay đàn. Chữ vinh hoa giờ chớ có màng, bởi giả tạm của đời quân hạ. Do đó chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, cứ đua làm những việc có lợi ích cho tinh thần đạo đức, nảy nở giống dân hiền hòa, để được cùng nâng chén quỳnh tương với các bậc thần tiên trong kỳ chót. Nếu lòng chúng ta còn ngờ vực lời Thầy, nghĩa là cho đời chưa kết thúc, mãi lăn xả theo guồng máy vật chất, thì sẽ bị nó cán chết trong đó. Đời hỡi gắn công một buổi này, dẫu rằng trời sụp đất này xây, lòng trong hôm sớm dình ngay chanh, đến phút chung quy sẽ gặp Thầy. Kết luận: bài giảng hôm nay chỉ khuyên mỗi người cần trao dồi ý niệm chân chánh và tâm định chân chánh, để đạt đến một trí huệ rộng rãi, hầu có tạo lập nền an vui phúc lợi cho đời. Và chính đó cũng là nhân lành đưa mình đến mức giải thoát thống khổ vậy. Lời khuyên đồng đạo ghi lòng, tự rải hay ráng sửa trong thân mình, làm sao được chữ sạch tinh, đến ngày chung cuộc
mây lành phủ che. Dẫu rằng gặp lắm chúa the, với lòng cũng vẫn tin nghe đạo màu. Đừng rằng thế cuộc qua lâu, mà tâm kia chẳng sửa trao lương thuần. Buồn lao hết sẽ gặp mừng, chiến tranh qua khỏi đến hưng khải hoàng. Nay còn nhiều nỗi gian nan, nhưng tâm vững chắc chớ toan buông rời. Đi hoài ác cùng tới nơi, sớm rồi hẳn phải có hồi chiều quang. Tâm kia giữ chữ hãy hà, thì sao cũng được đến tòa năm mây. Bây giờ phải chịu nằm cay, nam gia nữ phai đừng phai tất lòng. Dẫu ai thay đổi bưới bồng, tâm mình cũng khá cho sống một bề. Sợ e đến việc u ê, bốn phương yêu nghiệt đổ về Nam Bang. Gây nên một cuộc chiến tràn, mau lên ông cẳng lầm than muôn người. Thầy thì chồng chất ngất trời, đó là hoa gửi cho đời hạ quân. Sự tu nêu ít phước duyên, không mong sống được gặp cơn thái bình. Lời khuyên nam nữ khá tin, để hầu khuya sớm giữ gìn cho xong. Chừng nào nghe tiếng trời long, nhìn ra thì bãi quá sông hết rồi. Biết đâu nay lỡ mai bồi, nay bồi mãi lỡ vô hồi chuyện xây. Sự tu hành phải khó gai, nhưng mà tiến bước có ngày cùng xuống. Trong cơn khát gặp nước nguồn, với lòng kia cũng như tuồn bớt lo. Sự tu muôn lẻ thôn tho, hãy nên nắm chặt đừng cho ra rời. Chừng nào gặp được hồi trời, thì vẫn mới khỏi những nơi khổ nàng. Ngày nay còn phải gian nan, bởi thầy xa tớ chưa an chút nào. Khác chi thuyền đức dây lào, bườm kia lại trở ghé ào nước vô. Bây giờ cây nọ muốn khô, nước đây một gạo tưới vô thế nào. Lời khuyên nam nữ cùng nhau, nhớ ghi rồi phải sửa trao cho thường. Đạo là tuyết diệu mùi hương, đời là cặn bã như ương cá sình.
hãy nên hôm sớm chặt dình ngàn cái muôn đắng tâm tình chớ lời. Mận đào hắn gặp chuột giới nhưng cần rào bỏ khỏi nơi rùng rời. Ai ơi xếp lại cuộc đời khác nào bỗng bí chiều mới héo tàn. Tâm kia nếu được chánh đàn như là nghèo đắng gấp vàng khỏi lo. Trong cơn sầu tuổi ngâu cò nghe lời giảng dạy rồi cho tâm mình. Đường dài được có thần linh đôi phen ấm trợ cho mình khỏi nguy. Bây giờ hãy giữ đạo nghì xong rồi sẽ được tự bi dắt dìu. Niết bàn cõi ấy cao siêu lòng kia trong sạch sớm chiều được qua. Nếu còn bận cánh tà ma thì nơi Phật quốc khó qua được nào. Sự tu thì phải sửa trao bỏ đi việc quay đeo vào lẽ nhân. Mắt trần chưa rõ nguồn cơn chớ trên bãi núi thất sơn sẵn đền. Chỉ chờ có tiếng sấm rền thì miền Nam Việt có đền nguy nga. Khỏi còn chịu nổi thiết tha nước dân được có ông cha hiền từ. Nay còn vương lũ câu trư ăn hào giết hôn mọi người đắng cay. Bởi xưa nghiệp chướng còn dày nên đời nay phải trả vai nặng nề. Nhưng lòng hãy tin đừng mê thì sao cũng được trở về bồng lai. Xưa kia các Phật khổ gai mà tâm chẳng rúng gặp ngài thành thơi. Bây giờ khắp cả mọi người dựng tin luật giới chiều mới ráng cầm. Ngày kia bước đến rừng lâm để chầu minh đế toại tâm ước nguyện. Đã là con cháu rồng tiên trước sau phải gỡ xích xiềng cho xong. Kẻ nào có nghĩa có công sẽ là được sống non sống được gần. Người nào đại đức đại ân về nơi cực lạc hướng phần vĩnh miên. Như ai bác ấy lành duyên sẽ theo về ở cõi tiên thanh nhàn. Đổi đời đất có quá vàng đã kia quá ngọc muôn ngàn xinh tươi. Tuy nay mình thịt xác người ngày kia đổi lại như thời thần tiên. Ráng tu hỡi bớ chư duyên đời này đã cận còn phiền việc nào.
Nếu không ôm sớm chùi lao, khi thầy trở lại dồn nhau khó nhìn. Tâm kia nếu được hiền lành, dầu nơi gốc bể đầu gành cùng thông, sợ e việc ác đầy lòng, ngồi bên chân Phật vẫn không sống đời. Phật là công chánh tuyệt vời, chẳng như kẻ thế chịu lời bờ bưng. Ngoài môi tuy có tôn xưng, mà trong không chánh thì thân chẳng còn. Ai ôi Nam Giang Sài Gòn, ngày kia đôi lại nắm non vui vầy. Sự tu may được gặp thầy, đó là duyên trước đã dày lắm ôi. Bây giờ gắn trí trao dồi, có ngày cũng được đứng ngồi ổn yên. Đời này khó làm Phật tiên, chứ làm cho được người hiền dễ không. Một khi hiền đức đầy lòng, thác rồi cũng được điểm công cao phần. Cũng như kẻ thác vì dân, khi linh đã mạnh chứng thần lẻ ni. Người lành tuy chịu khổ nguy, nhìn qua rồi cũng được đi nhẹ nhàng. Ai ôi dầu gặp khổ nàng, lòng kia hãy nhớ Phật đàn chớ buông. Kêu linh cắt tiền tơ cuồng, để tâm bình tĩnh trong nguồn ma hang. Tưởng cho cõi thế thiết tha, nơi miền cực lạc giàu ra tươi cười. Tâm kia vẹn thiện được mười kiếp, chạy cũng được Phật trời độ cho. Đạo màu thiệt quá thơm tho, tại sao người chẳng gắn lo cho rồi. Thoái đời lắm việc bãi tội, người chê kẻ nhạo đeo thời làm chi. Nói hiền dân chúng yêu vì, người theo nói giữ kẻ khi người cười. Việc thường làm phải tốt tươi, nhưng mà ít kẻ giữ thời làm theo. Mày đua học tánh hùm béo, cứ vào quâu mãi càng đeo tai nạn. Một khi hay trái trên ngàn, hẳn là phải khó bước đàn khá nương. Ví dầu đạm bạc rau tương, mà thành chánh quả cũng nương đến cùng. Hơn là sung sướng một thân, ngày kia khổ não muôn ngần ai ham. Khuyên người gác tánh tục phàm, để mà sống được theo đàn Phật tiên. Những lời Phật pháp thâm quyến, gắn công trì niệm chớ phiền khổ lao.
gần đào phải được ăn đào, kẻo mà chung hai khát khao cho mình. Ở trong đạo Phật ráng hành, để cho đến được chứng thành quả cao. Đời này còn lắm khổ lao, anh em đồng đạo đua nhau tu hành. Thương thầy còn phải nhọc nhằn, thân mình sung sướng có đành hay sao? Thương thầy nay ở phương nào, mạnh lành thân ấy ra sao hỡi người? Nay mình hãy ráng giữ lời, để mà trao sữa cho đời tốt xinh. Nếu ta làm những việc lành phương trời, thầy cũng lòng đành giả ứng. Bằng ta tạo việc bất nhân, hẳn thầy phải lắm buồn bâng tấm lòng. Biết bao những sự cay nồng, người đời đổ hết cho lòng thầy mang. Nhưng mà có lắm gian nan, mới tin được biết đá vàng thấp cao. Bây giờ đồng đạo xưa trao, lời y lẽ giống ngày sau sống còn. Khuyên nhau điệu dòng thôn vôn, gọi kêu bi đát người còn lãng lơ. Nghe đây chớ vội ngẩn ngơ, hãy nên trì chi mà nhờ tấm thân. Tuy là năng sở mưa tầng, có ngài Phật cũng xây dần an vui. Thân kia chớ để tân hối, lòng trao cho vẹn một nơi sạch lòng. Kẻo mà tuổi với núi sông, cơn nguy chẳng có chút công đáp tình. Cận đời ở hỡi nhân sanh, gian đây đã ngắm thôn lành hải mua. Nghiệm rằng trái hẳn không chua, nếu người nói chắc chẳng mua tại người. Xưa kia cùng nhớ vì đời, đã làm lắm việc ít người lợi thân. Nay đây vịnh đức thánh nhân, đem câu quyền diệu tỏ phân đến người. Lời phân mong kẻ nhớ lời, giảng cớ đã dứt mọi người lui chân. Dứt giảng rồi ai hãy đứng lên ra về ghi chặt và đừng quên, để lần sau đến nghe đông nữa hầu có trao tâm được vững bền. Tháng 10, ngày rằm tại ngôi Tây An cổ tự. Hồ lặng trăng in nét
sáng tròn. Ngọc vàng đem xanh giá còn non. Liên hương phảng phất mùi thơm ngát, phiền nào nơi tâm đã hết còn. Xin chào tất cả đồng đạo nam nữ. Biết có người ráng sức lội qua biển to, nhưng còn đeo thêm nhiều đá nặng. Lội chưa tới bờ đã bị đuối chân chìm giữa dòng nước. Đối với người tu hành cũng thế. Trong lúc tìm đường giải thoát khỏi bể ái mà lòng còn tham đắm lợi danh, luyến tiếc tài sắc, thêm đeo mang nhiều tật nghiệp xấu xa, không chịu cương quyết cõi bỏ, chỉ thường hay nói mà không hay làm, thì phải chết đuối với lượng sống thị dục, không bao giờ giải thoát được. Giả chăng người chỉ biết hứa nguyện suông mà không chịu thực hành thì kể bằng không. Trái lại, cứ mãi chất chứa nghiệp tội gây tạo trái oan, lúc sống đã khiến nhiều người bỉ khinh, ngạo báng và thường vương quản ách vào thân. Sau khi mạng chung, linh hồn sẽ đọa lạc vào ngục môn, chịu sự hình phạt chết đi sống lại cả muôn lần trong mỗi ngày, quá ư thống khổ. Bởi đó cho nên trên phương diện tu hành, kẻ thực tâm quy ngưỡng đạo pháp hãy trung thành với lời tin hứa của mình trước ngôi Tam Bảo, để giữ gìn tâm ý chân chánh, hạnh phúc đủ đầy, việc làm phù hòa theo lời thầy tổ đã dạy, lúc nào cũng mở rộng lòng nhân mà giúp mọi người đương cơn nguy biến, hành xử các việc công bằng liêm sĩ trong buổi loạn ly, nghĩa là hoàn toàn dân làm mọi điều đạo đức. Như thế mới gọi là người học Phật, phụng sư, và sẽ mong đạt diệu quyền, thành công đắc quả. Nhận thấy ngày tháng qua mau như đá lửa, lôi cuốn sự già bình đến lẹ tợ tên bay, nghĩ cũng nên sớm sớm hồi đầu, mau mau tỉnh ngộ. Kẻ đã đang đi trên đường đạo lý, hãy cương quyết thực hiện cho kỳ được những điều siêu nhiệm của Phật truyền. Hôm sớm thường niệm Di Đà, ngày tháng mãi gìn đức hạnh, dù cho tan xương nát thịt, lòng dạ cũng vẫn sắt đá một niềm. Với lòng thuần thành và quả quyết như thế, chắc chắn cái chí nguyện cầu đạo giải thoát hẳn cũng có một ngày thành tựu, nhất là khi tâm được bình, trí được tịnh, chạm xúc những nghịch cảnh không bị chuyển lai, thì tâm kia sẽ lần sáng tỏ, thấy biết không lầm, chẳng còn đắm chìm trong bể khổ sông mê, quây quần bao nhiêu ngày tranh ăn tranh mặc. Ôi, đời là khổ, sanh là nợ, mà nghiệp tội của mọi người càng lúc thêm nhiều. Vì đó mới chịu lấy cảnh huống thê thảm sầu hận của cuộc đao binh thù oán giết chóc không ngừng. Rất mong sao kẻ tỉnh tâm, người hối ngộ, đồng kêu hú khắp cả mọi người hãy mở tánh háo sanh, noi lòng từ tế, giờ phút nào cũng tư bình tâm, xét nét phận mình. Nếu có lầm lỗi sai phạm thì dứt trừ, được hiền nhân chơn chánh thì tấn tới. Phải biết yêu chuộng mọi việc hào hiệp đạo nghĩa, như ưa món cơm ngon, để có hoàn thiện được con nhà Phật tử. Mỗi khi thực hành những điều thiện ấy, hẳn phải chịu nhiều cực khổ, song có cực khổ mới lập nhiều công hạnh
rồi công hạnh ấy đưa đến thành quả Bồ Đề. Và càng chịu nhiều lao lý mới giúp thêm hương vị cao khiết của kẻ tu học đạo màu của Phật. Hỡi đồng đạo, cuộc biến chuyển của Ngài Hạ Nguân rất gần. Sự tận diệt trong cơn mạt thế quá gấp, thảm cho kẻ thiếu duyên lành, khó được sanh tồn. Không phước hạnh chẳng mong gần Phật. Nên từ đây mỗi người hãy rèn đúc chân tâm, dồi mài thiện ý. Vì ngày tháng không chờ ta, nếu bỏ qua phút nào thì mất phút nấy. Chừng khi đối đầu nạn ách, gặp lúc trung chuyên, dẫu có thở than tiếc rẻ cũng không kịp được. Vả lại, ta phải tự hiểu quyết định của Ngọc Đế không đợi mình. Nếu mình không mau tay xử phận, cứ tạo nghiệp lăn loàn, đến ngày kia ắt phải theo bừng đất tan thương. Chìm sâu đáy bể ngàn muôn kiếp, chịu lăn lộn tử sanh. Nhớ xưa Đức Phật, Ngài đã cho biết chừng đến tận đời. Trước đó 7 ngày nhân loại gặp nhau như người thợ săn gặp con thịt, và cây đá đều hóa ra gươm trượng tàn sát lẫn người, khiến cho thây chết đầy đầm, máu tuôn lộp đất. Cảnh huống tận diệt ấy, ai có đọc giảng cơ hoặc xem cổ sấm đều phải thổn thức não nồng cho sự điêu linh của nhân loại. Ngày kia mà tự mình hết sức tin tưởng phụng hành việc phước đức và không hề nghĩ ơn trên dối gạt, nên lòng vui đổi dữ ra lành, cải tà quy chánh, nhất là tâm luôn tưởng niệm Di Đà, chuốc điều Phật Pháp, có thể dám đem thân mình đổi lấy việc làm bác ái để cầu hồng phước cứu độ cha mẹ tổ tiên. Huống lại kiếp sống con người không chi quý hơn tâm hồn chân chánh, ý chí thuần lương, nó sẽ làm cho nước nhà an ninh, dân tâm yêu mến và gia đình mãi được đầm ấm vui tươi. Nếu như bản chất của mọi người đồng nhất trên lẽ ấy mãi, mới thiệt là chân hạnh phúc và cũng đáng kéo cho kiếp sống thêm dài. Tự xét như trên, ta thấy cần trị được tâm mình, lóng được tánh mình, không để cho ngoại cảnh ám ảnh làm chuyện tham ác. Vì những điều ấy không hợp lý và các Phật xưa kia cũng không hề nhìn nhận. Hơn nữa, ngày gần đây Phật Vương ra đời chọn những đấng trung lương phò tá, lập lại cảnh trời nghiêu đất thún, gia vô bế hộ lộ bất thập di. Thì đối với kẻ bội cha phản chúa, đảo ngược luân thường, nhút nhơ tông tổ, nhất là chỉ biết gây lấy sự đau thương tai khổ cho dân tộc quê hương, hẳn không được bảo đảm tồn tại. Trái lại, khi các bậc tiền nhân liệt thần trở lại, với kẻ ấy đâu khỏi rơi đầu dưới 3 thước gươm linh, mà còn để tiếng nhơ muôn thuở. Có thể mới đem lại cho nước nhà một nền tảng hòa bình hạnh phúc đầy đủ và giữ gìn trọn vẹn phong hóa thuần mỹ cổ truyền. Thêm nữa, đủ sức đưa nguồn an lạc cho toàn dân lưu xuất lâu dài được. Thưa đồng đạo, mỗi người hãy tự biết việc làm của mình vẫn có thần thánh xem xét, thầy tổ hiểu biết và hết sức phòng giữ cẩn thận đừng để sai phạm đến. Phật xưa có câu: nhất thiết nhân dân sở cư xá trạch, giai hữu quỷ thần, vô hữu không giả. Nơi nhà cửa tất cả nhân dân đều có quỷ thần, không cái nào sót. Nếu việc làm của người tồi tàn xấu xí, các ngài liền ghi vào sổ trình tấu thượng thiên, Đức Ngọc Đế sẽ chiếu theo đó mà giảm thọ, xuống tay hoặc đau ốm hoặc lửa binh và vô số điều trừng phạt gớm ghiếc.
Ngài không bao giờ để người này hùng hiếp kẻ kia một cách vô cớ và thái ác. Việc của Đức Ngọc Đế trừ khử những kẻ hung tàn chẳng khác chi người làm rẫy lúc nào cũng trừ diệt sâu bọ thì mới gặt hái được nhiều, trong khi có bông trái. Có thế mới có sự thưởng phạt công minh và đáng thay mặt cho cả thải nhân gian để cầm quyền chưởng quản, khiến cho vạn vật trên mặt địa cầu được biết tôn thuận công lý chung. Xét đó đủ biết những phường vô loại hành tung càng thêm đậm chừng nào càng khiến cho chuỗi ác càng mau đầy chừng nấy, để chờ lúc nghiệp đến như lá héo trên cành, chỉ một luồng gió oan đưa qua cũng đủ rơi rụng. Vả lại, thống khổ là thống khổ, quyền cơ là quyền cơ, sen mọc dưới bùn không hôi hám, ngọc sa vào bụi chẳng phai màu. Hôm nay gặp phải trường hợp khúc chiết phần đông do kẻ bạo ngược gây ra, có những anh em tín đồ ngờ vực máy thiên cơ trì trục đức thầy không trở về, thì hãy tin rằng máy thiên cơ chẳng lầm, đức thầy sẽ trở lại với hình thế cũ đặng diều dẫn chư đồng đạo nam nữ trung thành chân chánh đưa đến hội Long Hoa để hoàn thành sứ mạng của Phật Tổ và Đức Ngọc Đế giao phó. Sau đó đức thầy mới trở lại ngôi xưa vị cũ, hưởng quả bồ đề an lạc nơi cõi bất sanh. Còn hiện nay số phận anh em tín đồ như thuyền nọ giữa dòng, thì đức thầy đâu nỡ bỏ họ trong cảnh ngơ ngác lưng chừng, như nhạn lạc bầy gà lìa mẹ. Nhưng con thuyền đạo gặp phải lúc éo le giông bão mới đánh giá được lòng người. Với sự vắng mặt của đức thầy nghĩ ra cũng là một trường hợp thử thách mắc mỏ. Trong số 10 người lọc ra chỉ còn được 1-2 kẻ chánh, còn số đông đều bị tiền bạc cám dỗ, quyền thế mua chuộc, tài sắc đẩy xô khiến cho mờ ám tâm thần, mềm những ý chí, quên hết căn xưa cội cũ của giống nòi và đạo lý. Số người này chắc chắn phải đắc tội với tổ tiên và đức thầy mà khó mong tái ngộ. Vậy hỡi ai còn chút tưởng tin nhân quả, rõ lý quyền vi, phải sớm hôm cầu nguyện ơn trên và thường trọng tôn giới luật, đối cha mẹ gìn tròn hiếu hạnh, cùng vợ con giữ vẹn nghĩa ân. Ở bản tác đầy lòng thành tín, nhất là gặp khi nước nhà nguy biến, phải lấy giả trung trực báo đền, làm cho giang sơn chủng tộc khỏi bị xiềng xích thống khổ. Và trong lúc ta được no ấm mà gặp kẻ khác đói lạnh, hãy mở lòng trắc ẩn chia sớt cho những món ăn thức mặc và thuốc men, khiến cho người bớt nỗi ngặt nghèo hoạn khổ. Và thường đem lời hòa nhã khuyên kẻ cọc cằn, lấy lẽ đạo màu giải người ngu muội, nhất là hãy nhắc cho anh em đồng đạo của mình ngày đêm tưởng như thầy đứng gần bên cạnh mà hết lòng tuân phụng giáo điều. Có vậy mới giúp cho nhau thoát khỏi sông mê, lánh rồi nghiệp chướng, đồng thời cũng phương tiện gây sự phước lợi quang diệu cho nước cho dân. Hỡi chư đồng đạo, với kẻ tu hành ngoài việc cứu mình còn phải cứu người và tổ tiên cha mẹ, cho nên ngoài thân thì gây lấy mọi thiện duyên, trong tâm vẫn phải luôn luôn niệm Phật, vì phép niệm Phật là đệ nhất của thời mạt pháp, có mãnh lực cứu khổ chúng sanh 10 phần không sót một. Vả lại, sanh thời mạt pháp chịu nhiều đau khổ của nạn giặc giả đói kém lạc loài, mà lòng biết thiết tha những điều chân chánh và niệm Phật, thì chẳng khác buồm kia gặp gió giúp cho mau đến bờ giác ngạn và hội Long Hoa để chầu Phật Thánh.
Song muốn được kết quả trọn vẹn trong sự tu thì mỗi người phải thực hành những điều kế đây cho được liên lạc chặt chẽ. Tất nhiên cái kỳ vọng ấy sẽ được bảo đảm. Những điều ấy như: một, hãy tập mở lòng lành rộng lớn để đem cả món thiết dụng của mình ra giúp đỡ cho mọi người cùng sống no ấm an vui. Hai, hãy tập mở lòng thương sâu dày để phổ lợi cho cả thảy nhân sanh bằng những đạo lý trí huệ, được biết thức tâm hồi hướng Phật đài, đoạn trừ tập nghiệp xấu xa, hầu thoát khỏi nẻo trầm luân khổ hải. Ba, hãy tập mở lòng vui tươi không ngừng, vẫn gặp nghịch cảnh đưa lại không não phiền khờn mẻ, cứ một đường sáng suốt đi tới để mở rộng phước điền, xây nền đức hạnh trên khắp quần sanh. Bốn, hãy tập mở lòng rứt bỏ mạnh mẽ cả thân tâm không bị vướng mắc một mãi vô minh phiền não, chẳng để cho cảnh trái tai gai mắt nào khêu gợi được mình, nhất là lòng luôn tha thứ cho người lỗi phạm để cứu họ khỏi oan nghiệp hậu lai, và cũng tránh cho ta mọi cuộc bất giác tội lỗi. Có thế tâm hồn ta minh bạch, ý niệm ta chân chánh, cõi đức của ta ngày một thêm nở lớn tốt tươi, thì lo gì ngôi đẳng giác không tới được. Song muốn làm được bốn điều ấy, chúng ta trước phải trừ được bốn tánh sau này. Một, phải trừ diệt sạch cả tánh tham của mình quá đỗi ích kỷ xấu xa. Hai, phải trừ diệt hết tánh sân của mình quá đỗi cá nhân hèn mọn. Ba, phải trừ diệt sạch cả tánh mê của mình hay tinh càng làm bướng đảo ngược chân lý, có hại cho đức cơ trí huệ. Bốn, phải trừ diệt sạch cả lòng ái dục của mình quá đỗi hẹp hòi dơ bẩn, vì nó ám ảnh thúc dục thân khẩu ý, tạo gây các nghiệp tội nhân mê. Phật xưa cho rằng ái dục là cội gốc của sanh tử luân hồi, hãy trừ được nó tức là giải thoát. Đại phàm khi người thực hành và trừ diệt được mấy khoảng trên thì quát nhiên hình ảnh quyền vi hiện ra cho mình tự thấy rõ ràng như đứng trước tấm gương trong sáng. Tuy nhiên trong lúc triển khai công hạnh phải nhẫn nại được các sự khổ của tâm và cảnh thử thách xúi biểu mới nên đạo quả được. Một là đối với bên ngoài của mọi cảnh giàu sang, quyền thế đẹp đẽ cao trọng vân vân, có khiêu khích quyến rũ cách mấy cũng vẫn coi thường và kiên trí để lướt qua. Hai là đối với bên trong thân mình như mắt tai mũi lưỡi thân và ý, có sự thèm thuồng đòi hỏi bất chánh nhất định không nghe theo, trở lại dùng tinh thần làm chủ xác thân theo đúng tín nguyện đạo đức bác ái, nhất là trọn giữ chánh niệm. Hễ được như thế, tự nhiên sự thấy không lầm, nghĩ không quấy, nói không ngoa, làm không phạm, sống không tà, bước không trật, niệm không ác và tánh trụ không hoạt loạn, vẫn sừng sững như núi cao, trong trẻo như khối tuyết, rộng trống như hư không và sáng sủa như ánh nhật nguyệt, không còn bị hoặc tư kiến điên đạo. Chừng đó lo gì không được liên hoa hóa thân vãng sanh cực lạc, để kiến diện Đức Di Đà và được tự tại vô ngại, cứu độ phụ mẫu quyến thuộc bảy đời, và thân hành cúng dường chư Phật mười phương thêm nhiều công đức. Hỡi đồng đạo, khó nghe được lời lành, ít gặp được phương tiện giúp ta phát triển mầm đạo đức. Cho nên mỗi người đi nghe giảng phải thiết tha ghi chạm vào tâm khảm, để sau khi về thực hành hơn xưa, giúp cho mình mau thành chánh quả,
mới không uổng công đi nghe. Và có vậy mới đáp được công sanh thành dưỡng dục của mẹ cha và sự đỡ nâng của mọi người, mà đó cũng sẽ thực hiện được nguyện vọng cao quý của tiền nhân và của mình. Sở dĩ tôi phải gào thét, phải khuyên răng đồng đạo, chỉ vì sự thống khổ của nhân loại càng lúc càng tăng. Thế mà còn biết bao người cứ sống sai chết ngủ, đắm lợi mê danh, không chán kiếp phù sanh nhược mộng, chẳng sợ nỗi sanh tử trầm luân, mãi hãm tâm trong nghiệp ác, đến ngày kia không tránh khỏi âm hình trừng phạt, cũng như luật vay trả hiện hữu quá ư thậm trọng. Lời kêu gọi của tôi lấy tận đáy lòng, chỉ mong ở người nghe đến những điều của mình đã lầm lỗi, hãy tự biết hổ thẹn để chừa bỏ, thì mới tiến theo kịp hàng thiện nhân trí thức. Luân chuyển cơ màu đã bấy nay, trong nhìn thiên hạ vẫn còn sai. Lấy câu đạo pháp ngàn xưa Phật để khuyên cho nhau tình tháng ngày. Lẽ màu nhiệm của cơ nhân quả không sót lọt một ai, sự thưởng phạt của Ngọc Tây Kinh hẳn không tư vị. Thế nên anh em đồng đạo chớ quá ỷ lại nơi Đức Thầy cứu mình mà buông lung tâm trí. Hãy lặng tâm để cho trí huệ được mở, thường trưởng đức cho quả phẩm được cao, và tập cho lời nói được hòa nhã chánh chơn để gieo lấy thiện cảm với mọi người. Bởi vì thế giới sắp tan hoang, đổi lại nhân sanh cuộc sống nhàn, nên có Phật tiên đem lý diệu, hãy nên thức tình bờ nhân gian. Cái sống của thời này để vừa trả quả cho thời trước, vừa gây nhân cho thời sau. Cho nên người muốn cho kiếp sau của mình thế nào thì bây giờ bài biện như thế ấy. Nhưng nhân loại ngày nay có một đặc điểm quý nhất sống giữa ranh giới của thượng và hạ nguyên. Nếu người có chút quyết tâm rửa bỏ mọi tập quán của hạ nguyên thì sẽ được các bậc siêu nhân đưa tay dìu dắt qua cõi thượng nguyên, thọ hưởng lắm việc màu nhiệm phi thường, không còn thấy diễn ra sự sống chênh lệch cấu xé như ngày nay, mà không lấy đâu làm đủ. Cơ hội này nếu lòng người còn nghi nan đạo đức, mê loạn tâm thần, ấy là triệu chứng tận diệt. Vậy đồng đạo mỗi người hãy tỉnh thức đi, cương quyết đi, để trễ một ngày là mất một ngày quý báu của ta. Phật thánh tiên đang chờ đợi kẻ có lòng trì niệm Di Đà, trao dồi nhân đức để rước về an dưỡng cõi cực lạc. Ngày nay lâu ly trả cho xong, để đến chừng kia thỏa già mong. Khuya sớm ai ôi nên niệm Phật, được nhờ trên trước cứu con.
hầm. Nếu lòng người mãi tư tưởng xấu xa, lo tính bạo ác, thì trí huệ không bao giờ mở mang, quả phẩm bồ đề khó mong chứng đắc. Nên chi từ đây nam phụ lão ấu, hãy cùng chung sức tạo tác phước lành, kết chặt nhân lành. Hãy tự mình khiến trừ những khi lầm lỗi hoặc xúc động trong tiềm thức. Người ở cõi này đang sống trong cảnh ác trược mà vẫn làm được điều lành là quý nhất. Ai trông vào cũng sanh lòng kính yêu. Trời Phật Thánh Thần cũng ra tay ủng hộ hầu giúp cho người ấy chống đến kết quả mãn công viên, nhất là khiến không bị ma lực làm cho thối chuyển. Tóm tắt, mục giảng hôm nay cốt yếu khuyên người rèn lòng từ bi hỷ xả, diệt tánh tham sân si ái và kiên nhẫn mọi sự khổ lao để tiến đến chỗ sáng sủa của đạo chánh. Trong lúc mình đã từng gieo nhiều việc lành, tạo lắm điều chánh mà gặp những cảnh ngộ bất thường đưa lại, chớ thối chí, hãy tưởng đó là nghiệp xưa chưa trả, quả trước còn mang nên ngày nay mới gặp nạn ách. Nhưng nhờ có chút tu hành mà ơn trên đã giảm khinh rất nhiều, bằng không chắc phải nặng nề hơn nữa. Đời ơi thức tình bớ, đời ơi réo kêu đã lắm sao người còn mê. Phật tiên trông thấy ủ ê, thành thần xét chúng tràn trề tội căn. Khó mong vừa được cửa đằng, dễ nào dư hỏi đau bàn bồng lai. Sự tu gắng giữ hôm mai, e còn chưa được nắm ngay niết bàn. Huống hồ tâm chẳng xưa sang, mong gì được sống ở trên đàn thượng quân. Làm sao cho sạch sẽ thân, giữ sao cho được chánh chân mới là. Cõi trần đầy dây tinh ma, hở rồi nó dắt khó ra được nào. Ai ôi bực nói ồn ào, đến đây nghe giảng chớ nào phải tranh. Lời khuyên nên mới lặng thinh, chớ đâu phải mắng mà mình cãi ráng. Đi đây đem tất lòng vàng, để mà rước lấy một nán hương lòng. Thương đời đây quá não nồng, 30 rằm cứ tùy lòng giảng cơ. Mặt tịnh người có thờ ơ, với đây cứ mãi như tơ buộc vào. Quyết lòng đưa đến thanh cao, để cho sống sót ngày sau được nhờ. Nỗi thương trong lúc tối mờ, thầy xa tớ phải u ở đoạn trường. Nỗi buồn lắm kẻ nửa đường, vội dâm việc đạo theo phường dối tu. Ngày kia phải chịu âu sầu, đa mang nạn ách khắp đâu đổ về.
hồng trần là cõi đê mê, hãy nên xa lánh tâm về bồng lai. Ở đây dành giật tối ngày, chết rồi cũng phủi hai tay chớ gì. Đâu bằng niệm chữ A-di thác về cực lạc, còn chi sánh bằng. Đại vàng các ngọc xuê sang, liên hoa thân nó nhẹ nhàng vĩnh miên. Đã là con cháu rồng tiên, làm sao cho được khỏi phiền tổ tâm. Phải nên ôm chặt nơi lòng, những điều chân chánh mãi không để rời. Ngày nay mây khổ lột, trời nán sầu bay giáp với con người tân toan. Bước ra chỉ một tấc đàn, dễ đưa vào cái ổ hang thú hầm. Biết bao tan khó buộc đùm, mà trong đời quỷ mị hãy hùng hay chưa. Chớ rằng trời đất lưới thưa không lọt ghét ưa mặt tình. Vẫn đưa đôi mắt để nhìn, nhìn người tìm được kẻ lành bao nhiêu. Khác nào ruộng thất điều hiu, nhìn qua ngó lại chính chiều bâng quân. Ngỡ là ngày hội chén chân, không dè đến đó dựng dưng thiếu người. Ngó nhau muôn nhích miệng cười, với lòng còn ngại cho người hồ nghi. Bởi xem cơ tạo ly kỳ, tới đời như giấc mộng thì ai hay. Ngày nay đối với ngày mai, dễ ai được biết đổi thay thế nào. Thương ngôi dân chúng ồn ào, thể người đương ở trên tàu lá khô. Thảm thương khuyên nhớ Nam Mô, xót đau gào thét muốn khô cổ mình. Nhưng không mây kẻ hiền lành, bởi đời số dập cho mình ác gian. Đạo đồng ơi hãy sửa sang, thầy về có mặt đáng trang tín đồ. Nó nao khắp chúng lặng hồ, để tìm của báo mấy bồ dành lâu. Đừng cho mình mang lấy câu, hãy nên dùng dây kéo lâu đuổi người. Tâm kia chớ để bời rời, hãy nên ghim gắn cho đời giá cao. Phật trời thương chúng dường bao, với ta đối lại phải sao cho vừa. Hãy nên rứt bỏ tánh lừa, lấy lòng chân thật mà đưa đến người. Thương ngôi trong bể trần đời, nhân sanh như thể con người cuồng say. Gọi kêu mười được một hai, còn bao nhiêu chẳng mấy ai làm lành.
nhắn nhe người ở sầu thành ráng mà vượt khỏi rinh nhành quê hương. Năm non ngày đến phi phương dành cho những kẻ hiền lương sau này. Hỡi trong tất cả gây trai làm sao khỏi phải cổ nay xa đầu. Chết xưa thì gấm còn lâu, chết nay thấy lại trước sau lẻ làng. Qua mùi thì trái xa tàn nhiệt quang khi đến vào đàn diêm vương. Nỗi niềm đây quá yêu đương thiết tha điều dầm ghét thương mặt đời. Mong ai hãy lặng lẽ lời chú tai nghe kỹ mọi nơi chỉ bài. Từ đây chuyên một đường ngay dẫu rằng phải thác lầm đây chẳng sợ. Mau lên gắn chặt kéo sơn đưa tài đức Phật ban ơn cho đời. Thuyền từ đại sĩ ra khơi đương tìm vớt kẻ không lời Di Đà. Khuyên ai trong cõi này hà hải nên chối dậy mới là tồn sanh. Thân phàm qua đổi hội tanh khác nào cầu xí cạnh tranh làm gì. Ngoài ra nhiều cõi tu kỳ chuyện vui khó kể sống thì vĩnh miên. Nhà tiên rồi lại cơm tiên áo quần thai của cơ quyền giúp cho. Đủ thần thông có thơm tho khắp ai cũng kính không lo khổ nàng. Đời nay như giấc mộng tàn cạnh tranh chi nữa thế gian buổi này. Đạo đồng ơi nhớ đức thầy vì ta mà đến thuở này còn xa. Thân kia lâm nỗi chan hòa mồi khi nghe đến người nhà loạn tâm. Nhủ khuyên nhau hãy trầm ngâm để suy xét kỹ kẻ lâm khổ sầu. Đường về cực lạc không lâu, tại mình trần trừa có đâu đến gần. Đường dài thì phải bền chân, mới rằng nắm được quả thăng diệu màu. Xưa nay các Phật đâu đâu vô biên vô lượng nương câu cánh thành. Lúc nào cũng giữ lòng thanh chẳng sai tục lụy thượng tranh nếu quyền. Cho nên mới được làm tiên hoặc nên ngôi Phật hưởng duyên lâu đời. Nay đây khuyên nhủ khắp người cõi đời mạt hạ hãy rời việc hung. Ngày kia khắp chúng nổ tung trung ương Nam Việt mới súng điện đài. Bây giờ chỉ thấy đá cây nên người lòng mãi đổi thay chưa dình. Làm cho mình được
trọn lành vẹn sống với luật mới thành người tu. Kìa xem những bóng trăng thu, cả ai cũng mến người tu cũng là. Lặng đi thấy Phật Di Đà, bình đi mới rõ tâm mà sáng trưng. Chừng nào giá ngọc tay bưng, ân rộng được thấy mới mừng đời yên. Nay còn lắm cuộc đau điên, tan nhà nát cửa phiền khắp nơi. Lạnh lùng trong cảnh trầm giới, một khi biến đổi đổi nơi chán hoàng. Người tu muốn gặp long hoa, thì nên gìn chặt lòng ta lương hiền. Lập đời rặc dông thánh tiên, không hề chữa kẻ đau điên hung tàn. Hãy nên đem của tiền ra, giúp cho người đói mới là phước ân. Hãy nên cương quyết một lần, chừa đi việc quỷ mới gần thánh tiên. Hãy nên sám giảng đọc liền, để tìm hiểu lý mà chuyên cho rành. Kể rằng một kiếp tu hành, lên ngôi chánh quả mới đành giả ta. Nhớ đừng say gục lẽ tà, đeo mang nghiệp chướng khổ mà siết chi. Từ nay rèn chi mau đi, cơ hồ việc thế biến di không chừng. Bốn phương giặc cứ dồn gần, giữa mình chắc cũng tán thần một khi. Đợi chờ gặp việc lạ kỳ, mới tu gầm có nên gì bớ ai. Giúp người trong lúc túng khoai, mới rằng lòng thiệt thương thay đến người. Đợi khi kẻ ấy đủ rồi, đem tiền của đến cho người đâu ơn. Trước khi chưa đổi thất sơn, hãy toàn liệu sớm khỏi cơn máu đào. Đợi chờ bốn phía đổ ao, dẫu tu chẳng kịp hãy mau ghi lòng. Đạo đồng ơi hỡi đạo đồng, nghe rồi nên phải chạm trong não mình. Làm sao cho được sạch tinh, làm sao khỏi vướng âm binh sau này. Ngày kia ma quay dây đầy, rủ rèn rang tránh theo thầy mà thôi. Sâu đà lắm khổ vô hồi, dân sanh ơi hỡi một đời gắn tu. Làm sao cho vẹn đạo màu, để ngày kia mới vào chầu bể đơn. Thương ngôi nhiều kẻ trễ chân, lại còn mê ngủ khó cơn sống nào. Đến đây nhờ lấy từ câu, cớ gì nói chuyện ồn ào không thôi. Lời khuyên từng giọt mồ hôi, ráo khổ nước miếng người ôi nhớ dầm.
ngày kia e lọt miệng hầm, mà chớ đừng nay mãi sầm liền môi. Sự tu gốc thiện ráng bồi, đường lành cố đắp để hồi cảnh xưa. Chớ rằng thời cuộc dây dưa, mà lòng mình cứ đẩy đưa có chừng. Ngày nay nhiều kẻ vong thần, sớm chiều chẳng chút chuyên cần khói hương. Công kia nhỏ tở giọt sương, mà mong hay quả lớn bường núi to. Hẳn là trời chẳng hề cho, nên mau xả thi mới no sau này. Ai ôi còn nhớ đức thầy, thương đời khác thấy mẹ rài thương con. Đến nay mười mấy năm tròn, mà thân kia hãy vẫn còn xa phương. Cũng chưa trở lại quê hương, cũng chưa thăm viếng tổ đường buổi nào. Với thần nắng đổ mưa vào gió sương, vùi dập xiết bao khổ nàng. Bởi thầy gánh nghiệp thế gian, đỡ cho nhân loại ở trong đàn mê ly. Nay ta ráng vẹn đạo nghị, để đền ơn trong xiết chi của thầy. Đạo đồng ơi nhớ từ đây, Nam mô sáu chữ như sai chẳng rời. Nhủ khuyên lời cũng cản lời, đến đây đã dứt người người lui chân. Nam nữ đứng lên chực để về, rửa lòng trong sạch bớt cơn mê. Con đường dịu vời tâm đừng nàng, có thuở chân mình đau hồi quê.